Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một tập tin config có tên là application.in trong thư mục config. Vậy lúc này chúng ta sẽ đưa vào nội dung nó như sau. Đầu tiên tôi gõ chữ product trong ngoặc vuông. Lúc này có nghĩa là phân đoạn product. Thì trong phân đoạn này tôi sẽ thiết lập một số cái cấu hình cho PHP. PHP setting display error bằng 0. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thiết lập cờ hiển thị error bằng 0. Nghĩa là khi chúng ta chạy ứng dụng trên internet, lúc đó sản phẩm của chúng ta phải tắt đi error để tránh trường hợp khi lỗi người ta nhìn thấy và người ta có thể, có nghĩa là người ta có thể sử dụng cái lỗi đó để xâm nhập vào website của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ bổ sung thêm một cờ nữa, đó là display error. Chúng ta có hai phần, hai cái cờ trong PHP, có nghĩa là hai cờ này chính là hai giá trị trong tập tin php.in, nhưng chúng ta sẽ thiết lập nó ở chế độ là bằng 0. Nếu bằng chúng ta đưa giá trị bằng 1 thì có khi có hiển thị error nó sẽ hiển thị lên. Ngoài ra chúng ta sẽ thêm một số cái phần mặc định nữa của cái ứng dụng chúng ta. Thì lúc này tôi sẽ thêm một phần nữa là default cha set. Chúng ta sẽ khai báo default cha set là có nghĩa là cái phong mặc định của chúng ta sử dụng sẽ là Unicode. Vậy chúng ta sẽ sử dụng UTF-8. Nếu là một chuỗi thì các bạn sẽ đưa nó vào dấu nháy đôi. Chú ý là dấu nháy đôi chứ không phải là dấu nháy đơn. Vì nếu là dấu nháy đơn, có thể các bạn sẽ gặp những cái lỗi mà chúng ta khó mà tìm ra được. Vậy các bạn chú ý phần này là nếu là chuỗi thì đưa dấu vào dấu nháy đôi trong tập tin application. Tiếp theo nữa là chúng ta thiết lập cái thời gian chúng ta sử dụng. Nếu các bạn sử dụng cho ở Việt Nam thì chúng ta có thể thiết lập những cờ như setting chấm ngày tháng day chấm time zone. Time zone đây là cái thời gian và chúng ta sẽ chọn cái vùng của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ có một giá trị Hồ Chí Minh tương ứng với Việt Nam, đó là ASEAN. Chúng ta cũng có một ASEAN gọi là Hà Nội và một ASEAN, một cái giá trị là ASEAN Sài Gòn. Thì ở đây tôi sử dụng cái giá trị ASEAN Hồ Chí Minh để thiết lập cái time zone, có nghĩa là cái múi giờ của chúng ta bây giờ là cộng 7. Vậy là chúng ta đã thiết lập xong một số cái cấu hình cho phần môi trường PHP chúng ta sẽ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ phải khai báo đường dẫn đến tập tin khởi tạo của ứng dụng, đó chính là lúc này chúng ta sẽ sử dụng là Bootstrap. Chấm bat. Bootstrap chấm bat ở đây có nghĩa là chúng ta đang sử dụng vào phương thức Bootstrap trong Zen Application. Trong phần đầu tiên thì có nhiều phần các bạn phải chấp nhận nó như là một định lý. Sau đó khi nghiên cứu vào sâu thì chúng ta mới hiểu rõ được nó hơn. Chứ bây giờ với kiến thức mới bắt đầu của chúng ta ở trong phần cấu hình này thì có nhiều vấn đề rất là khó để giải thích cho các bạn hiểu được. Vậy lúc này tôi sẽ khai báo đường dẫn đến thư mục application. Vậy thì các bạn thấy chúng ta có một hàng số bên này là application path. Thì có phải là nó đã dẫn chúng ta đến một application? Bây giờ tôi muốn gọi tập tin Bootstrap thì có phải là application path Bootstrap. Chúng ta sẽ đưa vào đường dẫn của tập tin Bootstrap là application path và chúng ta
để thêm vào tập tin bootstrap. .php. Vậy là chúng ta đã gọi đến được tập tin bootstrap. Bây giờ chúng ta sẽ cần khai báo những cái lớp nằm trong tập tin bootstrap này. Vậy thì chúng ta sẽ mở tập tin bootstrap ra và chúng ta sẽ đặt tên lát. Tôi sẽ đặt tên lát trong tập tin bootstrap là bootstrap. Và nó sẽ extend từ một lớp, đó là Zen Application. Bootstrap. Lớp này sẽ được sử dụng cho toàn hệ thống của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta đã có tên của lớp nằm trong tập tin bootstrap.php. Vì vậy chúng ta sẽ khai báo vào trong phần application.in là tập tin lớp nào nằm trong tập tin bootstrap.php của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ khai báo như sau: bootstrap chấm lát bằng tên của lớp trong tập tin bootstrap là bootstrap. Nếu các bạn có sử dụng các thư viện mở rộng ở trong library, thư mục library, thì chúng ta cũng cần khai báo. Vì vậy lúc này để khai báo tên của một thư viện mở rộng thì chúng ta sử dụng như sau: auto load the name bay. Và lúc này chúng ta sẽ để nó là một mảng và chúng ta đưa vào cái tên của cái phần này, thì tôi sẽ khai báo là zen.vn. Các bạn chú ý nó gần như một cái tiền tố của cái lớp đó, vì vậy chúng ta sẽ có dấu gạch dưới như thế này. Nếu chúng ta tạo ra một thư mục nữa, cũng là thư mục chứa thư viện, thì tôi ví dụ chúng ta đặt tên là My App. Vậy thì chúng ta cũng sẽ phải khai báo cái thư mục chứa thư viện này vào trong này. Thì việc khai báo của chúng ta chỉ đơn giản là copy xuống một dòng, sau đó chúng ta thay đổi giá trị trong này. Vậy là chúng ta đã khai báo được thư viện mở rộng cho ứng dụng. Tiếp theo là chúng ta phải khai báo đường dẫn đến nơi chứa controller. Vậy chúng ta sẽ sử dụng như sau: resource chấm phong controller khai báo. Phong controller ở đây chính là Zen phong controller action. Và lúc này các bạn muốn khai báo đến đường dẫn chứa controller thì chúng ta sẽ đưa vào giá trị là controller director. Và lúc này các bạn sẽ thấy là thư mục chứa controller nằm trong thư mục application. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng hằng số application path nối với tên của thư mục chứa controller. Vậy nếu các bạn không đặt tên nó là controller thì các bạn cũng vẫn có thể sử dụng được. Các bạn chỉ khai báo đúng đường dẫn. Ví dụ tôi đặt tên là control thì lúc này tên này chúng ta sẽ gắn vào đây. Vì vậy Zen Framework rất là linh hoạt để cho các bạn vẫn trong vấn đề các bạn đặt tên các thư mục làm sao cho phù hợp. Sau khi đã khai báo đường dẫn đến controller rồi thì chúng ta sẽ khai báo đường dẫn đến thư mục chứa các layout. Vậy thì chúng ta sẽ khai báo như sau: resource chấm layout chấm layout path. Thì các bạn thấy chúng ta cũng vào thư mục application, vào thư mục layout, vào thư mục zip,
là đến thư mục zip là thư mục chứa các layout. Vậy chúng ta sẽ khai báo như sau: application path nối với layout, tên thư mục layout, rồi sau đó nối với thư mục grip. Vậy là chúng ta đã vào được trong thư mục chứa các layout. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo layout mặc định, bởi vì trong thư mục grip này chúng ta có thể sử dụng nhiều layout khác nhau. Ví dụ tôi cũng có thể tạo ra một tập tin được gọi là layout 2.bhtml. Vậy thì lúc này tôi không muốn sử dụng tập tin layout.php.html thì tôi có thể sử dụng tập tin này cũng được. Vậy chúng ta sẽ khai báo như sau: resource chấm layout chấm layout. Lúc này các bạn sẽ cho biết tên tập tin layout nào sẽ được chạy. Ví dụ các bạn muốn chạy tập tin layout 2 thì các bạn chỉ cần đưa vào layout 2. Còn nếu các bạn muốn vừa chạy ứng dụng lên nó sẽ chạy tập tin layout.html thì chúng ta đưa vào giá trị layout. Tiếp theo trong ứng dụng của chúng ta sẽ cần những cái phần kết nối với cơ sở dữ liệu. Vậy chúng ta sẽ khai báo kết nối với cơ sở dữ liệu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào PHP Admin. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu để cho chúng ta dùng trong cái phần ví dụ này. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cơ sở liệu, ví dụ tôi sẽ đặt tên là Gen F, hoặc là chúng ta sẽ đặt tên là Shopping. Lúc này các bạn chú ý là chúng ta nên chọn đúng font, thì thông thường tôi hay chọn vào font UT8 Unicode C và sau đó chúng ta bấm tạo. Vậy lúc này chúng ta đã có một cái database tên là Shopping. Chúng ta sẽ kết nối vào cái database này. Vậy chúng ta sẽ khai báo như sau: resource. Nó cũng sẽ giống gần phía trên. Resource gọi đến db.adapter. Adapter có nghĩa là các bạn muốn sử dụng cái hệ cơ sở dữ liệu nào. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng là SQL Server, MySQL, Oracle. Tất cả các hệ cơ sở dữ liệu nào mà Gen Framework có hỗ trợ cho chúng ta đều sử dụng được. Chúng ta sẽ là Gen DB Adapter. Lúc này chúng ta sẽ khai báo là DBO MySQL. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ khai báo những tham số kết nối, thì lúc này là DB param. Và các bạn sẽ kết nối với host như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là localhost. Tiếp theo là kết nối user, tài khoản kết nối đến database là gì? Vậy chúng ta là username. Thì đối với Sam, username mặc định của nó là root. Và tiếp theo là password của user. Password của user thông thường sẽ trong Sam, thì password của root sẽ bằng rỗng. Vậy chúng ta sẽ đưa giá trị rỗng vào đây. Khi các bạn đã kết nối được vào MySQL thì các bạn sẽ sử dụng cái database nào? Vậy lúc này chúng ta sẽ là MySQL DB param DBName. DBName lúc này chúng ta vừa tạo ra một cái database là Shopping, vì vậy chúng ta sẽ kết nối với cái database này. Vậy là chúng ta đã xây dựng xong một cái tập tin cấu hình cho ứng dụng. Các bạn chú ý, ở đây là được gọi là production, có nghĩa là
phân đoạn chính, cái phân đoạn cấu hình mà chúng ta muốn sử dụng. Nhưng phân đoạn này thường chúng ta có một phân đoạn để khi nào chúng ta chạy trên Internet thì chúng ta gọi phân đoạn đó lên. Nhưng nếu chúng ta là một người lập trình viên thì chúng ta cần phải hiển thị được error cũng như là những cái lỗi khi chúng ta xây dựng cái ứng dụng. Vì vậy chúng ta sẽ tạo ra một phân đoạn khác. Phân đoạn chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ như sau: Developer. Lúc này chúng ta sẽ thừa kế một số cái tính năng, một số cấu hình của phần đồ đất. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng dấu 2 chấm. Kế thừa những cấu hình của phần phân đoạn đồ đất. Lúc này chúng ta sẽ đổi, chúng ta sẽ sử dụng một số cấu hình mới thì chúng ta sẽ khai báo ở phía dưới này. Ví dụ như tôi sẽ bật lỗi lên bằng giá trị bằng 1. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ không sử dụng cái dữ liệu thực tế mà chúng ta có thể sử dụng một cái dữ liệu khác để làm việc. Thì chúng ta sẽ copy phần này xuống. Và lúc này ví dụ chúng ta có thể sử dụng là shopping 1. Chúng ta chỉ cần đưa giá trị vào, thế là xong. Vậy là chúng ta có hai phân đoạn, một phân đoạn cho chương trình khi chạy chính và một phân đoạn để cho người lập trình viên sử dụng khi thực hiện xây dựng. Sau khi khai báo xong tập tin application cũng như tạo ra lớp bootstrap thì chúng ta sẽ quay trở về tập tin index.php. Trong tập tin index.php này chúng ta sẽ cần một phần là khai báo phân đoạn sử dụng. Chúng ta sẽ viết như sau: khai báo phân đoạn sử dụng cho ứng dụng. Vậy chúng ta sẽ viết là cũng gần như tương tự với dòng trên này, nhưng chúng ta sẽ sửa lại một số thông tin như sau. Các bạn sẽ thấy chúng ta khai báo là application end. End ở đây có nghĩa là môi trường. Nếu môi trường tồn tại thì chúng ta sẽ sử dụng, không thì chúng ta sẽ sử dụng môi trường này. Thì ở phần này chúng ta sẽ khai báo là chúng ta sẽ, ở đây là một cái phần, có nghĩa là chúng ta kiểm tra xem thằng này có tồn tại hay không. Nếu chúng ta không thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào một đoạn mã thì các bạn thấy chúng ta có một cái chữ application end. Chữ end ở đây có nghĩa là môi trường của ứng dụng. Vậy lúc này chúng ta sẽ sử dụng môi trường nào? Chúng ta sẽ sử dụng môi trường production hay developer tùy thuộc vào cái phần ứng dụng của chúng ta đang chạy ở đâu. Ví dụ như tôi sẽ sửa lại ở đây thành shopping và tôi sử dụng cái môi trường là developer để tôi bắt đầu viết ứng dụng. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chúng ta chỉ cần thay giá trị production bằng developer là chúng ta thay đổi được môi trường cấu hình để chạy ứng dụng này.